Xin chào toàn thể các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV. Xin được kính chúc cho quý vị luôn mãi thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và được bình an trong cuộc sống nha. Đến với những thông tin ngày hôm nay tiếp tục thì Vượng Hạnh TV cập nhật đến quý vị và các bạn những cái câu nói, những cái thông tin liên quan tới cô Nguyễn Phương Hằng. Mình vẫn nói rất nhiều, mình vẫn ở một phía trung lập để chúng ta đánh giá, chúng ta có thể phân tích những câu nói của cô Nguyễn Phương Hằng trong cái thời gian này. Thưa quý vị, thì câu chuyện ngày hôm nay mình muốn truyền tải đến mọi người là câu chuyện liên quan tới cô Hằng, và đặc biệt là cái việc mà cô đang cô đang gặp những cái chắc chắn sẽ trở ngại trong thời gian tới đây. Tại sao mình lại nói vậy? Vì cái lý do, vì cái câu chuyện mà cô đã nói rất nhiều đến Vị Tân mọi người. Bởi vì mọi người có thể biết rằng là một cái câu chuyện nó cực kỳ hoang đường, chuyển từ cái câu chuyện quất không trượt phát nào thì trở thành câu chuyện, một cái câu chuyện hoàn toàn mới lạ. Cái này thì người ta cho rằng là cô Nguyễn Phương Hằng lập lên để diễn, để tránh đi cái chỗ mà quất thầy Minh Tuệ. Vì cái lý do chưa mới có nhắc tên thầy Minh Tuệ thôi, đã có rất nhiều người quay lưng với cô Nguyễn Phương Hằng. Và sau khi mà cô cảm thấy những việc đó nó có những cái vướng mắc, nó có rất là nhiều fan đã quay lưng với cô, thì mọi người có thấy không ạ? Thì cô lại nói rằng là đến ngày 20 tháng 10 cô sẽ quất. Và cuối cùng không phải quất về cái mục đích chính, mà cô lại quất một người khác. Đó là ai? Đó là người này, thưa quý vị. Mọi người có thể thấy nhá, đây là người này đây mọi người. Mọi người có nhìn được không ạ? Thì mọi người rất là hiểu cái người đàn bà này rồi đúng không ạ? Thì đây mình sẽ cho mọi người nghe nhé. Đây, chính người phụ nữ này đã đến kêu tôi đi giải cứu ông Minh Tuệ. Quý vị nghe cho rõ, Nguyễn Phương Hằng tôi nói có sắp tất cả chứng. Nói đất nọ là tôi kéo phàm của tôi đi thăm ông thầy Minh Tuệ. Và fan của tôi, cộng với fan của Minh Tuệ xuống đường lật đổ chính quyền. Tức là tổ chức Việt Tân sai bại đến gặp tôi giao nhiệm vụ, tôi ok xuống đường lật đổ chính quyền. Thật sự là mình nghe những câu nói này, mình cảm giác rất là lo lắng. Đôi khi có một chút sợ hãi. Bởi vì sao mình lại nói vậy? Bởi vì ở một chỗ đám rất đông, một chỗ rất đông người, bà con cô bác xa gần, thậm chí có những người tận ngoài miền Bắc vô đó để được gặp cô Nguyễn Phương Hằng. Mình cũng nói rất nhiều với quý vị rằng là từ đầu mình không bao giờ bỏ một cái trong đầu mình, đó là vẫn tôn trọng cô Phương Hằng vì những việc làm của cô. Còn mình chỉ phân tích những cái gì của cô Hằng nói sai hay nói đúng, câu nào sai câu nào đúng. Thì cái việc làm, mọi người biết rằng cái việc làm này của cô Nguyễn Phương Hằng nó gây ra cho những cái hệ lụy sẽ không có những cái tốt đẹp, đúng mọi người? Từ xoay chuyển quất người này thì lại trở thành một cái kịch bản nó ố dề quá quá thể. Trước đó cô nói rằng là có một vị đại diện của Việt Tân đến, cô cứ làm như là một vị đại diện của nước khác đến ấy. Gặp tôi, nói với tôi, lấy fan của tôi đến để giải cứu Minh Tuệ, cùng fan Minh Tuệ xuống đường để biểu tình. Nó quá nguy hiểm, nó quá nguy hiểm. Quý vị ạ, nó quá nguy hiểm. Những vụ việc này, những câu chuyện này, mình khẳng định với quý vị là bên cơ quan chức năng chắc chắn sẽ vào cuộc. Mà vào cuộc thì nghe chừng là cô Hằng cũng hơi bị vất vả. Bởi lẽ tại sao mình lại nói như vậy? Khi mà cô ở trong trại ra, nếu cô về cô làm những cái việc hoàn toàn chính đáng, hoàn toàn thuyết phục, thì cô còn được rất nhiều người ngưỡng mộ nữa. Nhưng cô lại đi nói về những vấn đề này, cô lại có những cái câu động chạm tới thầy Minh Tuệ,
Sau đó cô bảo quất thì cô lại không quất, mà cô lại đi quất sang một vấn đề khác. Thế thì thử hỏi rằng cái điều đó, những cái câu mong đợi của mọi người cũng chẳng thấy đâu, đúng không? Thế thì ngày xưa ấy, bây giờ là có một bạn trên TikTok, bạn vừa nói xong, ngày xưa giặc đến nhà đàn bà cũng đánh đó. Mọi người có thể nghe câu của bạn ấy nói nhé mọi người nhé, bởi mình sẽ cho mọi người nghe một chút. Bạn ấy nói rất là hay này mọi người này. Ngày xưa giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, đây mọi người nghe nhé, đây là của bạn này đây này mọi người, đây bạn này, TikTok của bạn này đây. TikTok của bạn là Phong Trang hay là gì đó, mọi người cùng nghe này. Ngày xưa thì giặc đến nhà đường bà cũng đánh hả? Còn ngày nay á, giặc đến nhà thì pha trà đưa khăn giấy, vuốt ve vỗ về âu yếm lau nước mắt. Thấy tôi nói câu nói này áp dụng với cái video này nó có đúng không mọi người? Mà nếu như không đúng thì chắc câu chuyện này dừng lên à. Ngày xưa đấy, mọi người có thấy không ạ? Cái câu nói của bạn này, bạn ấy nói rất là đúng nhá mọi người nhá. Câu nói này mọi người ạ, bạn ấy nói rất là đúng. Giặc đến nhà thì đàn bà cũng phải đánh rồi. Đương nhiên là như vậy. Đó là gì? Chỉ có ở Việt Nam. Thì tại sao ngày xưa giặc đến nhà đàn bà cũng đánh? Vì uất hận, vì nhiều chồng cha đi đánh giặc chẳng, nó thật sự quý vị là có thể qua đời hết. Đến nhà thì thôi thì đàn bà cũng phải đánh. Thế nhưng tại sao đến hôm nay? Thì cô Hằng cô cho là vịt tân đến, đúng không? Cô cho là vịt tân đến tận nhà thì đúng thật, khóc lóc và cô Hằng đã lau nước mắt và đã có những cái hành động khiến cho chính bản thân của cô Hằng sẽ phải gặp nhiều cái phức tạp. Thì cô nói là cô yêu nước thương dân, cái việc đó là cái việc của cô. Đúng mọi người, việc yêu nước của cô Hằng cũng như chúng ta yêu nước thôi. Việc thương dân vì cô có tiền cô mới thương được dân. Còn như chúng ta thì cũng vẫn thương dân nhưng mà chỉ thương mồm thôi. Còn cô Hằng có tiền, có tất cả mọi thứ cô có thể lo được, có thể giúp được dân. Thế nhưng cái việc mà cô nói rằng là Việt Tân đến tận nhà thì đúng là pha trà mời nước, cái chuyện đó là có thật. Tất cả những câu chuyện này thì theo mình hiểu rằng cô sẽ phải giải trình trước pháp luật về những cái câu nói này. Đó, bởi vì cô không cẩn thận thì cô sẽ vướng phải thôi. Bởi vì chúng ta vẫn chỉ trong cái góc độ phân tích, chứ còn chúng ta cũng không có cái trình độ gì để mà bới móc, để mà nói cô Hằng về một cách như này như kia được. Tôi vẫn nói rất nhiều là tôi tán thán việc của cô Hằng là việc cô giúp đời giúp người. Điều đó tôi thán phục cô, đến trong lòng bây giờ vẫn thán phục. Nhưng tôi chỉ nói ra những cái điểm mà cô cần phải nén lại một chút. Bởi vì mình biết rằng cô Hằng rất bức xúc. Mình biết rằng cô Hằng đang trong bụng của cô ấy đang có rất nhiều những cái ẩn khuất bức xúc. Nhưng hãy chọn thời điểm và hãy chọn những phải chuẩn bị nó thật kỹ càng. Còn như ngày hôm qua cô nói về kể cả những cái nơi cô ở là cái nơi mà trại giam ấy. Thì vào đó thì mọi người biết được vào trại giam thì không có quyền gì đâu. Mà phải như thế thì mới nhớ. Nhớ vào trong đó thì chúng ta phải làm cái nọ làm cái kia, nó nhục nhã lắm. Nhưng nó gian khổ lắm. Nhưng phải như thế thì những người phạm tội mới rút ra được những cái bài học đắt giá để về nhà tu sửa lại bản thân, để mà sống tốt lại tiếp tục có ích cho xã hội. Chứ không phải chúng ta đi tù mà chúng ta lại như là ông vua để làm gì có chuyện đó, mà mọi người không có đâu. Đi vô đó là phải chịu khổ và chịu ải để lần sau mà nhớ đừng phạm tội nữa, đó là điều đương nhiên. Và cô vạch nói tất cả những cả dòng họ nhà nọ nhà kia vào, cái việc đó việc của người ta. Người ta học được thì người ta vào được, chẳng có cái gì cả. Người ta có bằng, có cấp đàng hoàng thì người ta được cấp, người ta được làm thôi. Cái chuyện đó là cái chuyện rất là bình thường. Thế còn mình đã vào đó thì mình phải chịu. Mình phải vào đó là mình phải làm, phải tuân thủ cái quy định của trại giam cũng như của nhà nước. Thế thôi.
Thế còn bây giờ bảo là cô vào đấy cô bóc mẽ thì từ cái việc của thầy Minh Tuệ mà cô chuyển sang cô quất, chả biết là cô quất ai nữa, không biết là cô quất Việt Tân hay là cô quất cái gì. Câu chuyện nó rất là nhảm nhí, câu chuyện nó rất là mơ hồ. Và những cái lời nói của cô Hằng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tới bản thân của cô. Sẽ có ảnh hưởng tới bản thân của cô Hằng chứ không phải là không ảnh hưởng đâu. Đang trong thời gian thụ án, à xin lỗi quý vị, mình cứ hay nhầm, đang trong thời gian thử thách. Xin lỗi quý vị nhé, đang trong thời gian khi được ra tù thì phải có thời gian thử thách. Nếu không phạm tội hết thời gian thử thách là hoàn toàn trở về với người công dân bình thường. Nhưng bây giờ thì câu chuyện nó sẽ không như vậy và nó sẽ còn rất là nhiều nan giải. Mình sẽ mong cô Hằng đi giúp những hoàn cảnh khó khăn mà cô bớt nói lại. Cô sẽ đi làm từ thiện thật nhiều để cho những người yêu mến cô. Trong đó thì tức là trong đó cũng có mình là yêu mến việc làm của cô, còn những lời nói của cô đây là mình phân tích, và cái gì sai cái gì đúng là mình phân tích ra thôi. Thế còn mình mong rằng cô Hằng sẽ đi từ thiện nhiều hơn là làm, để cho những người như mình, cho những người mà có khi là mình còn được giúp chẳng hạn, đúng không quý vị, có khi là mình còn được giúp. Nhưng bây giờ mong cô đi giúp người chứ đừng nói nhiều nữa, bởi vì cái giống mà càng nói thì càng sai, càng bao biện thì càng sai, mà càng sai thì cái việc của cô Hằng nó cũng không nhẹ. Cho nên ấy, tất cả mọi người chúng ta hãy cứ chờ xem cái kết quả nó sẽ như thế nào, và mình mong rằng mọi người ai có ở gần hay là gì đó liên hệ được với cô Hằng, bảo cô hãy tiết chế lại những cái lời nói của mình, để biết đâu được cô bỏ những cái lời nói đó đi để cô đi giúp. Thì nhiều người hiện tại còn đang rất ngoài miền Bắc, đang có rất nhiều nhà đang cần hỗ trợ, đang cần tài trợ. Mong rằng là cô sẽ làm nhiều hơn nói, để cho những người yêu mến cô Hằng sẽ có được những cái tin tưởng nhiều hơn nữa nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở trong những cái chương trình tiếp theo.